Em xin chào tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Xin giới thiệu đến anh em một đài Sharp GF202ST, máy được ship từ Nhật Bản về. Em tuyển chọn ship từ Nhật Bản về các bác nhé. Máy nào còn khá là đẹp. Đây thì em có lắp thêm hai cái bóng vô, nhưng vì quay trực tiếp để quay bằng điện thoại nên nó phản cái ánh sáng lại ạ. Thì này, các bác nhìn nó sẽ không đẹp bằng nhìn thực tế nhá. Thực tế nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đây là tổng thể mặt trước các bác, trắng nõn nà. Đây là phần trên nóc ạ, nóc các bác nhá, rất đẹp này. Chữ nghĩa rõ ràng này. Đấy, có line in này, radio FM AM. Đây là phần tab băng này. Đây là phần nguồn này. Đây là nguồn của tab với lại radio. Đây là volume, ba lăng, bát tép, tép này, bát này. Đây là các cái chế độ chỉnh mono sixtel. Đây là đèn, đèn vào sóng ban đêm này. Đây là cái nút mà cùng là đèn vào sóng ban đêm nhá. Máy thì còn rất đẹp. Đây là đằng sau. Đây thì em đang cắm line nhá. Có một con duy nhất thôi. Đây có số seri của nó đây các bác nhá, 7040783. Đây các bác, 7040407283. Số seri con này đang rất đẹp ạ. Các bác nhận hàng đúng số seri em đọc là được. Anten zin theo máy nhá. Thì sáp là có anten, có một cái vòng đen ở đây. Từng con ốc một đang sáng cho. Máy thì bao giúp bác zin 100%. 3 giây in ra fan nhá. Đây tài sách đang còn sáng, xi mạ đẹp. Ở đây đang test line in ạ. Em vừa mở đây ra này. Đây test line in nhá. Bây giờ mình đi sang test băng các bác nhá. Test băng các bác nghe này. Em bây giờ mình đi test băng cho các bác này. Băng thì các bác chuyển sang chế độ băng này. Bỏ băng vào, nhấn vào like là được. Cái đèn này khi mà đèn do đèn vu này, khi mà nó hết tắt băng là nó cũng tự tắt luôn các bác nhá. Lùng bát tép các thứ là hoạt động hoàn hảo hết. Mình chỉ việc chơi thôi. Các bác về chỉ việc cắm điện chơi thôi nhá. Đấy, tiếng rất hay. Lưu ý là cái vô này các bác nhìn thực tế nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nhá, bởi vì em quay bằng điện thoại cho nên là nó sẽ phản ánh sáng lại ấy. Thì các bác nhìn nó sẽ có dấu hiệu là nhòe nhưng không phải nhá, thực tế nó sẽ trong và nó đẹp và ánh sáng nó khác với ánh sáng trên video. Cố gắng theo dõi hết video nhá. Thì em test thì nó đầy đủ chức năng, nó hơi dài.
rất hay các bác. Bách bảnh chi tiết. Này có một chế độ tua qua bài nhá. Em bấm tua qua bài cho các bác này. Nó hết cái bài này nó tự tắt. Và nó chuyển sang bài khác. Trong khi bờ lay nó vẫn đang bấm nhá. Bờ lay đây vẫn đang bấm này. Nó đang tua đấy, đang tua qua. Nó hết bài là tự nó sẽ. Các bác nhìn cái đồng hồ số nó đang chạy này. Đấy các bác, hết bài là nó sẽ tự chuyển nha. Đấy là tua tín, tua lui nhá. Qua tua qua bài. Đây là tua qua bài này, đây là tua bình thường này, cơ auto stop, tua trái tua phải, cơ auto stop nha các bác nhá. Đây là test trong phần radio này, radio này, radio. FM90 thì em là dò lên 108 rồi. Các đồng chí và các bạn. Các bác chỉ việc nghe thôi. Sư đoàn 312, quân đoàn 12 luôn xác định công tác thi đấu khen thưởng và phong trào. Bác chỉ về việc cắm điện nghe nhá. Một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng trong xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chính vì vậy, công tác thi đấu khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong sư đoàn luôn được triển khai toàn diện, rộng khắp, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng. Bài viết của phóng viên Ngọc Hà, chúng ta cùng nghe. Những năm qua, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng và phong trào. Đây phần line thì em có thể rút rồi bác. Quân đoàn 12 đã tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ toàn thể cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trực tuyến P Cup Big Van Bigger được vinh danh ở hạng mục dành cho khách mời sau khi ông xuất hiện trong 4 tập phim Day of Our Life. Với tượng vàng Emmy này, nghệ sĩ lão thành đã tiến gần hơn tới khả năng sở hữu trọn bộ 4 giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất của nước Mỹ, EGOT. Hàng năm và từng giai đoạn đã triển khai nhiều cái mô hình mới hiệu quả và phải kể đến là mô hình tự soi tự sửa trong công tác xây dựng đảng. Đấy, đây là phần FM các bác nhá. Huấn luyện. Chuyển sang hai em này. Và mô hình cơ bản cùng tiến của đoàn viên thanh niên. Do đó, là tính hiệu quả. Đây là 6 ngày em. Ở trong hoạt động phong trào thi đua là rất cao, đã góp phần xây dựng sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2024, thì sư đoàn những năm 2019, 2020 và 2023 được tặng cờ thi đua của chính phủ. Đấy, em vừa test đầy đủ mọi chức năng của máy rồi, line in này, rồi băng này, radio này.
ba chức năng và các cái chức năng phụ khác của máy nó đều hoạt động hoàn hảo hết các bác nhá. Đấy, em bao cho các bác là máy zin 100%. Đấy, vì những con hàng em mua bên đó em là tuyển chọn nó đã chạy rồi. Đấy, về em chỉ thay dây cu loa và cân chỉnh lại tốc độ một chút thôi. Đấy, để cho nó chạy tiếng nó sẽ chuẩn hơn. Nên các bác yên tâm chơi này. Về các bác thì phải cắm điện nghe nhá. Em bảo hành cho các bác một năm. Đấy, về chất lượng các bác cứ yên tâm. Máy thì đẹp, hoàn hảo, không tật lỗi gì. Video em chắc là dài rồi. Em sẽ dừng video ở đây. Bác nào mà chưa đăng ký kênh, xem mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhá, để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.